Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đã đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Cựu Tổng thống Donald Trump vừa trải qua thời khắc sinh tử khi bị nhiều phát đạn nhắm vào phía mình. Ứng viên Tổng thống hàng đầu của Đảng Cộng Hòa bị ám sát hụt lúc đang phát biểu vận động tranh cử trước đám đông ủng hộ ở thành phố Butler, bang Pennsylvania, nước Mỹ, chiều 13 tháng 7 theo giờ địa phương. Nghi phạm là người bang Pennsylvania, có tên là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, Nổi nhiều phát súng về phía ông Trump ở cự ly chỉ chưa đầy 150 mét. Một phóng viên của Real Clear Politics cho biết, sở dĩ nghi phạm có thể đến sát sườn ông Trump bởi mật vụ đã chuyển hướng nguồn lực an ninh sang sự kiện của đệ nhất phu nhân Jill Biden ở thành phố Pittsburgh gần đó. Phóng viên của Real Clear Politics dẫn hai nguồn thạo tin và khẳng định mật vụ chuyển nguồn lực bởi họ chỉ bảo vệ ông Trump theo quy trình áp dụng cho cựu Tổng thống Mỹ. Phát ngôn viên cơ quan mật vụ Mỹ ngay lập tức lên tiếng phủ nhận điều này hoàn toàn không đúng chúng tôi không chuyển hướng nguồn lực an ninh bảo vệ cựu tổng thống Mỹ và chúng tôi cũng không hoạt động theo cơ chế ấy. Theo báo New York Times, nhiều xã thủ thuộc lực lượng mật vụ Mỹ đã được bố trí tại các tòa nhà gần nơi ông Trump đứng phát biểu. Nhiệm vụ của nhóm này là phát hiện và ngăn ngừa mọi âm mưu ám sát ông Trump bằng hình thức bắn tỉa. Đây là quy trình tiêu chuẩn trong việc bảo vệ một yếu nhân chính trị tầm cỡ ông Trump. Những hình ảnh tại hiện trường vụ việc cho thấy nhóm xạ thủ này đã đứng ở vị trí hoàn hảo để phát hiện và xử lý bất cứ mối đe dọa nào đối với cựu tổng thống thậm chí một trong các xạ thủ còn gắn một tấm thẻ trắng trên ống ngắm súng của mình tấm thẻ này được ghi chi chít các biểu đồ và con số nêu rõ những tính toán cụ thể giúp xạ thủ nhanh chóng ngắm và bắn chính xác vào những vị trí tiềm ẩn nguy cơ cao xung quanh nơi ông trump đứng điều này cho thấy lực lượng này đã tiền chạm kỹ lưỡng địa thế nơi tổ chức sự kiện hình ảnh hiện trường cũng cho thấy các nhân viên mật vụ được trang bị súng trường tầm xa với sức công phá lớn thường được trang bị cho các xạ thủ quân sự tinh nhuệ chính nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước đó giúp các xạ thủ nhanh chóng phát hiện và tiêu diệt nghi phạm khi tiếng súng nổ ra sau vụ bắn súng nhằm vào ứng viên trump các cựu đặc vụ nhà trắng từng sát cánh cùng với các đời tổng thống đã có những phát biểu đáng chú ý về nhiệm vụ cốt lõi của họ trong đó bà Omarosa Manigault Newman từng làm nhiệm vụ dưới thời cựu tổng thống Trump và làm việc tại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Bill Clinton cho biết vụ việc là kịch bản xấu nhất mà các thành viên thuộc cơ quan mật vụ Mỹ đã được đào tạo để đối phó. Bà Newman nói: "Tôi từng tham dự những cuộc vận động như thế này với ông Trump và xem phản ứng của cơ quan mật vụ thì thấy rõ đây là bài tập huấn luyện mà chúng tôi đã trải qua nhiều lần". Bà cho biết thêm rằng khi bạn ở trong đội hình đó với tổng thống Mỹ. Cơ quan mật vụ sẽ cung cấp cho bạn những hướng dẫn rất rõ ràng về cách phản ứng hoặc đáp trả nếu trên thực tế bạn thấy mình đang ở trong một tình huống có súng nổ. Đội ngũ chiến dịch của tổng thống Joe Biden cho rằng sau vụ ám sát, cử tri dành thiện cảm cho đối thủ Donald Trump nhiều hơn và vì thế làm tăng tỷ lệ bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa tại bang chiến trường Pennsylvania. Theo một số nhà chiến lược chính trị, vì vụ ám sát xảy ra ở bang chiến trường Pennsylvania nơi ông Biden đã thắng đối thủ Trump vào năm 2020 với tỷ số xít sao, nên vụ việc có thể có tác động đặc biệt tới kết quả bầu cử nếu tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu của Đảng Cộng Hòa tăng vọt sau khi có thiện cảm hơn với ông Trump. Nhà thăm dò dư luận của Đảng Cộng Hòa Frank Lunch nhận định trên mạng xã hội, điều này có thể không đảm bảo ông Trump sẽ giành chiến thắng ở Pennsylvania, nhưng con đường quanh co của Tổng thống Joe Biden càng trở nên dài hơn và nhiều sóng gió hơn. Giống như những gì đã xảy ra với vụ cảnh sát bắn chết thanh niên da màu George Floyd đã có tác động lâu dài đến hàng chục triệu người Mỹ. Vụ ám sát ông Donald Trump sẽ gây ra những tác động đáng kể. Theo hãng tin Reuters, chỉ vài giờ sau vụ ám sát ngày 13 tháng 7, đội ngũ chiến dịch tranh cử của tổng thống Biden đã rút tất cả quảng cáo khỏi sóng truyền hình và ngưng mọi hoạt động truyền thông chính trị, bao gồm cả những tin tức truyền thông nêu bật vụ án hình sự của ông Trump liên quan đến việc trả tiền cho một nữ diễn viên phim người lớn nhằm ngăn chặn vụ bê bối tình ái trước cuộc bầu cử năm 2016. Thay vì những lời lẽ công kích người tiền nhiệm như trước đây, Chiến lược tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn tập trung truyền tải thông điệp đoàn kết và chiến thắng bạo lực chính trị từ những bài học lịch sử. Đài truyền hình CNN dẫn lời phát biểu của Tổng thống Biden tại Nhà Trắng ngày 14 tháng 7. Chúng ta phải đoàn kết như một quốc gia. Cũng trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo Mỹ lên án bạo lực chính trị và yêu cầu người Mỹ hãy để FBI làm công việc của mình. Các cố vấn của Tổng thống Biden đang hy vọng có thể ngăn chặn những lời kêu gọi gần đây từ một số thành viên Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa cho rằng ông nên từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng để một ứng cử viên khác đại diện cho đảng thay thế. Một quan chức chiến dịch nói về vụ ám sát, vụ việc thay đổi mọi thứ, chúng tôi vẫn đang đánh giá, Tổng thống đang tìm cách trấn an và hạ nhiệt bầu không khí căng thẳng. Các quan chức chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden cho biết, họ kỳ vọng vụ ám sát cũng sẽ làm giảm sức ép từ các đảng viên dân chủ trong quốc hội, buộc Tổng thống đương nhiệm 81 tuổi phải từ bỏ cuộc đua trong bối cảnh lo ngại về khả năng tranh cử của ông. Một nguồn tin Nhà Trắng tiết lộ, lan sóng kêu gọi hiện tại đã kết thúc, nhưng không phải không có khả năng tái diễn. Trong khi đó, các ứng cử viên đảng Dân Chủ khác tranh cử trong năm nay cũng đang xem xét lại kế hoạch của mình. Một đảng viên Dân Chủ giấu tên tham gia vào chiến dịch tranh cử tại Thượng viện phát biểu. Câu hỏi thực sự là liệu trong hai tuần nữa, chúng ta có thể quay lại và tuyên bố ông Trump là mối đe dọa đối với đất nước hay không? Đó là chiến lược của chúng tôi và ban đầu vốn dĩ mọi thứ rất công bằng. Tuy nhiên, tình hình có thể đã thay đổi. Cựu Tổng thống Donald Trump, 78 tuổi, sẽ nhận được đề cử chính thức của đảng cho vị trí tranh cử Tổng thống trong đại hội toàn quốc của Đảng Cộng Hòa kéo dài 4 ngày ở kỳ Vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thu hút sự chú ý của nhiều nước. Nhật Bản cũng không là ngoại lệ. Từ ngày xảy ra vụ việc đến nay, tất cả các báo lớn của Nhật Bản đều đưa tin đậm nét về vụ cựu Tổng thống Mỹ Trump bị bắn bị thương một bên tai sau sự kiện này, cảnh sát Nhật Bản đã tăng cường nhiều biện pháp an ninh, trong đó tập trung vào việc bảo vệ các nhân vật quan trọng. Theo báo cáo nhanh của cục cảnh sát Nhật Bản vừa công bố, từ hôm 14 tháng 7, ủy ban công an Nhật Bản đã có văn bản gửi lực lượng cảnh sát toàn quốc yêu cầu tăng cường bảo vệ các nhân vật quan trọng, không chỉ tại khu vực hẹp nơi các nhân vật này có mặt mà còn cả các khu vực phụ cận. Lý do được đưa ra là tại Nhật Bản cũng đã xảy ra một vụ việc tương tự nhưng hậu quả bi thảm hơn, đó là vụ ám sát thủ tướng Abe Shinzo khi ông này đang diễn thuyết ủng hộ bầu cử vào tháng 7 năm 2022. Gần hơn là vụ tấn công bằng chất nổ nhằm vào Thủ tướng Kishida Fumio hồi tháng 4 năm 2023 khi ông đang tham gia một cuộc diễn thuyết. Nhật Bản hiện tại không còn ông Abe Shinzo để leo lái quan hệ với lãnh đạo Mỹ. Khi còn là Thủ tướng, ông Abe đã tạo dựng quan hệ thân thiết với ông Trump, dành cho lãnh đạo Mỹ những lời khen ngợi và thậm chí từng đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa Bình. Vài ngày sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ và khiến giới chính trị Nhật Bản choáng váng, ông Abe đã bay hơn 10.000 km tới Washington để tái khẳng định mối quan hệ song phương Mỹ-Nhật với tân Tổng thống tại tháp Trump và tặng ông chiếc gậy gôn mạ vàng. Quay trở lại với vụ ám sát vừa xảy ra, lực lượng cảnh sát toàn Nhật Bản đã tăng cường các biện pháp an ninh. Được biết, các biện pháp bảo vệ yếu nhân của cảnh sát Nhật Bản bao gồm kiểm tra an ninh gắt gao trước sự kiện, tuần tra các khu vực xung quanh nơi diễn ra sự kiện, kiểm tra hành lý sách tay của những người tham gia sự kiện hoặc sẽ đến gần các nhân vật quan trọng sử dụng máy dò tìm kim loại để phát hiện vũ khí, giữ khoảng cách an toàn giữa công chúng và nhân vật được bảo vệ. Đài truyền hình Estonia ERR ngày 15 tháng 7 đưa tin Thủ tướng Kajakalas và chính phủ của bà đã từ chức. Chính phủ đương nhiệm tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình cho đến khi nội các mới nhậm chức. Thủ tướng Kalas đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Alakaris và chính phủ đã triệu tập cuộc họp bất thường. Tại đó, Thủ tướng và toàn bộ thành viên chính phủ đã tuyên bố từ chức. Bà Kajakalas gần đây đã được các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu-EU lựa chọn giữ chức đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại EU cho nhiệm kỳ 5 năm sắp tới. Bà Kalas sẽ vẫn giữ chức quyền Thủ tướng Estonia cho đến khi chính phủ mới được phê chuẩn vào đầu tháng 8 tới. Estonia dưới thời thủ tướng Kalas là một trong những quốc gia châu Âu ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất sau khi nổ ra xung đột giữa Nga và Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Tóm tắt về 3 năm rưỡi mà đất nước 1,3 triệu dân dưới sự lãnh đạo của chính quyền thủ tướng Kalas, tích News Service trích dẫn phát biểu của tổng thống Karis rằng đó là thời kỳ đầy rẫy khủng hoảng, những cột mốc như đại dịch Covid-19, suy thoái kinh tế và xung đột ở châu Âu động thái của Thủ tướng tự động kích hoạt sự từ chức của nội các ba đảng của bà Kalas, bao gồm đảng cải cách trung hữu của bà, đảng dân chủ xã hội và đảng Estonia 200 tự do. Chính phủ lâm thời này sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi nội các mới tuyên thệ nhậm chức, nhiều khả năng là vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8. Đảng cải cách tuyên bố vào ngày 29 tháng 6 rằng họ đã chọn bộ trưởng phụ trách các vấn đề khí hậu, Kristen Michan, làm ứng cử viên thủ tướng thay thế bà Kalas, người có nhiệm vụ chính gần đây nhất là đại diện cho Estonia tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington vào tuần trước. Đề cử này sẽ phải được tổng thống Karis và quốc hội nơi liên minh nắm giữ đa số phiếu chấp thuận. Cựu bộ trưởng kinh tế và tư pháp 49 tuổi đã hoạt động tích cực trong Đảng Cải cách, cơ quan chính trị quan trọng của Estonia kể từ cuối những năm 1990. Ông đã giữ chức bộ trưởng phụ trách các vấn đề khí hậu kể từ tháng 4 năm 2023.